Chào anh em nha, trên tay anh đây là con Note 20 Ultra có trang bị công nghệ 5G nha anh em. Mấy ngày qua thì khách qua hỏi và họ mua con này rất là nhiều. Nghe đồn đâu là khách cực kỳ thích cấu hình của nó cũng như là camera nha. Thì cấu hình của nó cũng cực kỳ khủng thôi. RAM thì chỉ 12GB, bộ nhớ trong thì 256GB, pin 4500 nha anh em, cũng pin trâu đó. Đây còn anh em xem thử, khách bảo là khách thích cụm camera của nó. Thì hôm nay em sẽ review thử cho anh em xem nha. Đây, thiết kế thì như cái bếp luôn anh em ạ. Cái bếp nấu nướng cái. Rồi, em sẽ test thử camera nha. Đây, anh em có thể thấy toàn cảnh luôn nha anh em. Cực kỳ là sắc nét luôn. Ngay đầu có chế độ zoom ra nữa đó anh em. Rồi, giờ thì anh em xem cùng em nha. Em sẽ phóng ở bên kia cho anh em xem. Đây, hai chiếc xe trắng trắng nào này. Đây, anh em có thể thấy zoom qua mà cũng thấy gần là nét, thấy rõ nha anh em. Đây, đấy, khó rõ quá, rất là rõ nha anh em. Rồi giờ thì mà anh em trải nghiệm chung cũng như là trải nghiệm với em một con game trên đây nha, xem cấu hình nó như thế nào. Con game này ngay gần có thì cũng rất là nặng nha. Thì coi con chiếc máy này nó sẽ xử lý như thế nào. Wow, thấy rất là sáng nắng nha anh em. Rất là mượt. Đây, chiến cực kỳ đã nha anh em. Chơi là bao phêu nha anh em. Đây, đây anh em có thể thấy rất là mượt nha. Rồi thì giờ em sẽ qua trải nghiệm thử ở phần YouTube cho anh em xem nha. Đây, sau hai phần trải nghiệm thì anh em có thể thấy một chiếc máy mà trang bị cho mình một cấu hình siêu khủng nha anh em, chạy với con chip là Snapdragon 865 nên là chạy game cực kỳ mượt, với một thiết kế rất là sang chảnh, với một cụm camera là chụp hình là siêu đẹp nha anh em. Đây, cái bếp hồng ngoại đó anh em, rất là đỉnh. Nhờ cái chế độ zoom này anh em có thể ba anh em theo dõi trà xanh nha. Rồi thì con này thì bên shop cũng có đang bán nha anh em. Ngoài ra anh em mong anh em ủng hộ nha. Anh em có thể đến 33 Đặng Minh Thăng, phường 12, quận 11, hoặc là 111 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận. Còn nếu anh em ở xa, anh em muốn mua máy thì anh em có thể liên hệ qua số Zalo này, hoặc anh em gọi trực tiếp cũng được, sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em nha. Ngoài ra thì bên em cũng có hỗ trợ trả góp này, quẹt thẻ cũng như là trả góp và thẻ tín dụng nha. Rồi, em cảm ơn anh em nhiều.